Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. bạn thân mến mặc áo dài du xuân là một nét đẹp của người phụ nữ Hà Thành đã có từ rất lâu trong mỗi dịp Tết đến Xuân về từ những cụ già đến các cô gái và cả những em nhỏ hân hoan diện những chiếc áo dài du xuân khiến cho phố phường xinh tươi hơn rạo rực hơn sự truyền giao giữa các thế hệ sự cộng hưởng ở nét đẹp ngàn đời làm cho tà áo dài Việt sống mãi với thời gian trải qua cả trăm năm thì táo dài truyền thống vẫn luôn được người việt giữ gìn phát huy giá trị qua nhiều thời kỳ và trân trọng truyền lại cho thế hệ mai sau không chỉ đơn thuần là một sản phẩm hàng hóa mà táo dài hiện nay đã trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc truyền thống biểu trưng cho vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ việt táo dài ngày nay không chỉ xuất hiện trong những dịp quan trọng của đời người mà còn gắn bó mật thiết với đời sống đương đại từ đi lễ chùa, đi dự những sự kiện trang trọng đến những dịp lễ Tết hay là du lịch, hội lớp, gặp mặt thì nhiều người cũng không quên diện tả áo dài với cả niềm hoan hỷ. Thời gian vừa qua thì Hà Nội cũng liên tục tổ chức các lễ hội lấy hình ảnh áo dài làm điểm nhấn nhằm định hướng trang phục truyền thống này gắn liền với du lịch thủ đô. Chỉ tính riêng trong tháng 10 năm 2023 thôi thì hai sự kiện lớn đã gắn với hình ảnh áo dài đã được tổ chức đó là Festival Thu Hà Nội 2023 với chương trình trình diễn trang phục áo dài theo dòng thời gian. Hơn 1.000 người trong trang phục truyền thống này tham gia diễu hành tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2023. Tận dụng thế mạnh với hơn 5.900 di tích, Hà Nội cũng kết hợp hài hòa hình ảnh táo áo dài với các danh thắng nổi tiếng. Trong sự kiện Áo dài kết nối du lịch với di sản Hà Nội, 150 người, 150 táo áo dài và 150 chiếc xe đạp xuất phát từ Hoàng thành Thăng Long đi qua các con phố di sản, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân thủ đô cũng như du khách thì Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện định kỳ hàng năm gắn với hình ảnh áo dài để từng bước định vị và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm du lịch thủ đô. Áo dài là sự tinh tế, trang nhã và sâu sắc của đời sống người Việt. Qua sự kết hợp tinh tế cùng các di tích, Hà Nội đang xây dựng áo dài thành một biểu tượng của thành phố với vẻ đẹp truyền thống giữa không gian đô thị hiện đại. Mới đây, để quảng bá hình ảnh du lịch của thủ đô đến với đông đảo du khách trong không gian Tết Việt Tết phố, hơn 100 bạn trẻ với trang phục áo dài ngũ thân đã tham gia vào đoàn rước lễ, tái hiện lại không khí Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa một cách tinh tế, hào hoa và thanh lịch, không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa hình ảnh táo dài còn được định hình hướng đến là một sản phẩm công nghiệp văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và tạo sức hút cho du lịch nhắc đến táo dài việt nam thì người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh thướt tha mềm mại của người phụ nữ mà lại quên rằng áo dài khăn đóng cũng là trang phục truyền thống của đàn ông đất việt còn gì đẹp hơn nếu như những dịp lễ tết hội hè hay trong những sự kiện chính trị ngoại giao văn hóa ta thấy cả nam giới và phụ nữ cùng mặc áo dài dân tộc như một dòng chảy có lúc quanh co, chiếc áo dài nam từng có lúc chìm vào quên lãng, thế nhưng ngày hôm nay, áo dài nam đang trong quá trình phục hưng với sự quan tâm của cả cộng đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các địa phương đang nỗ lực tiến hành lập hồ sơ trình chính, chính phủ và quốc hội để công nhận áo dài là quốc phục Việt Nam, tiến tới xác nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nét đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam chính là giá trị văn hóa phi vật thể vô cùng đặc sắc. Tà áo dài xuất hiện dịu dàng, trang nhã mà vẫn lộng lẫy, kiêu sa, cùng với đất và người bước qua những thăng trầm thời cuộc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền. Vì vậy, nếu như một quý vị có điều kiện thì hãy diện những tà áo dài Việt Nam đi chơi Tết để luôn thấy mình đẹp và tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc. bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều, xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bạn thân mến, đối với nhiều người dân Hà Nội thì việc xin chữ vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là một truyền thống để cầu mong một năm mới thành công. Đường cố thủ đô Hà Nội thì vắng vẻ trong sáng đầu năm, thế nhưng mà tại Văn Miếu Quốc Tử Giám thì người dân đã nô nức tới xin chữ ông đồ. Hội chữ Xuân Giáp Thìn tại Hồ Văn, Văn Miếu năm nay có chủ đề hiếu học nhằm tôn vinh đạo học để cao tinh thần ham học hỏi của người Việt Nam, giới thiệu nét đẹp trong nghệ thuật thư pháp với người dân thủ đô và du khách. 40 ông đồ đã tham gia hội chữ Xuân Giáp Thìn năm nay. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, hình ảnh những ông đồ vây quanh là trồng giấy điệp, múa bút cho chữ trong những ngày đầu xuân, gợi nhớ đến hình ảnh Tết xưa. Xưa kia, thư pháp là thú chơi tào nhã của những người sành chữ và đam mê nghệ thuật đến ngày nay người hiểu chữ hán thì tâm đắc với câu chữ trẻ nhỏ chưa biết chữ hán cũng thích thú vô cùng với những nét mực bay bổng đầy nghệ thuật người trung niên thì xin chữ tâm chữ đức thành niên lại xin chữ duyên chữ yêu chữ hiếu chữ nghĩa với người ít tuổi lại xin chữ trí chữ minh chữ tuệ còn các cụ thì không thể thiếu được chữ thọ ý nghĩa sâu sắc và nhân văn của tục xin chữ đầu năm đó là sự đồng cảm của người cho và nhận chữ trở thành món quà tinh thần đầy ý nghĩa là món quà đầu xuân để người ta gửi trao cho nhau không chỉ xin chữ cầu bình an cho bản thân mình nhiều người còn đi xin chữ để gửi tặng cho những người thân bạn bè chữ thường được viết trên nền giấy hồng giấy đỏ bởi màu đỏ vốn là màu rực rỡ nhất và theo quan niệm dân gian đó là biểu tượng của sự may mắn và tốt lành bạn thân mến bạn vừa nghe podcast hà nội tin mỗi chiều của đài phát thanh truyền hình hà nội các bạn có điều gì muốn trao đổi hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại